lượn về trên núi đồi biên cương đến nơi nào xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Dù dân đời ta thịnh hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng, rất đẹp rồi đấy. Cảm ơn tất cả các bác sĩ trong khoa. Chúc các bác sĩ trong khoa tràn đầy sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Về một đời người, tôi thường nghĩ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai cùng
phải đâu mây nhờ dưới chiều, phải đâu trong bài. Rồi. Thuộc về mọi người. Không chỉ anh chị em ở đây là nhân viên. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời. Cao hơn nữa. Xin chào anh chị ạ. Có chứ, nát được dùng mà nhanh vui nhé.
thầy hợp với thầy không biết em. Thầy dạy ơi, thầy bây giờ người ta thả nhà nó càng cao đến tại sao thầy dạy nó không biết thế nào. Ông ngoan chứ không nghe. Ông ai mà chỉ xuống đến 85 tuổi làm gì? Thế nó cũng nắm chỉ không? Nó cũng nắm nhanh để làm gì? Em cũng muốn sống cái gì? Chưa, bác này. Em phải tư. Phải tư. Chửi vào chân. Không. Cái tuổi cuội đấy. Đấy là tuổi cuội đấy. Bây giờ, các cháu. Về cái đường biển, đi biển. Nhân viên núi của địa điểm. À, và nhớ đến đâu thì chúng ta cũng vậy. Anh thứ hai của đội. Em chỉ ở Hà Nội. Nhưng mà em bây giờ em về quê hết rồi. Để em tên là Thảo Thảo Bộng Nông Dân này. Thì tôi không biết anh tên là Nhân Mỹ. Chào đoàn văn công nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Từng công tác ở Hoa Lộ 4 thì đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trước hết là tôi xin với về phía là khách mời thì tôi xin trân trọng giới thiệu đầu tiên là đồng là thủ trưởng Đinh Ngọc Duy, nguyên là chủ nhiệm Hoa Lộ 4, nguyên là chủ nhiệm giám đốc bệnh viện Quân y 7 và cũng nguyên là chủ nhiệm khoa giám đốc bệnh viện 108. Người đã từng gắn bó và theo dõi, giúp đỡ và trong quá trình rèn luyện và trưởng thành của Khoa Lộ 4. Hôm nay đã bớt chút công việc rất là bận rộn, cũng bớt chút về buổi gặp mặt hôm nay. Xin mời các đồng chí chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Các đồng chí chủ nhiệm khoa cũ, nguyên là chủ nhiệm khoa cũ như đồng chí Vũ Thành Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Hòa và tất cả các đồng chí mà chúng ta đã từng công tác và làm việc trong Khoa Lộ 4 từ trong nhiều năm qua, từng góp phần trong quá trình xây dựng trưởng thành Khoa Lộ 4, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự trong khoa được một buổi gặp mặt hôm nay cũng rất là vinh dự là có đồng chí Đỗ Tuấn Anh, nguyên chức là bác sĩ ở Khoa Lộ 4 và hiện giờ đồng chí đang làm về phó giáo sư và tiến sĩ và chủ nhiệm khoa trên bệnh viện 103, cũng mất chút thời gian về dự để chúng ta nhìn thấy về dự và chỉ đạo. Về dự hôm nay chúng ta còn có rất là vinh dự là có đồng chí Nguyễn Thành Công, nguyên là cũng là một bác sĩ tức là ở một trong đội hình của Khoa Lộ 4 từ rất là lâu rồi, và đồng chí chuyển ra ngoài đồng chí là cái công tác ở y tế nước ngoài, làm nguyên là cái giám đốc sở y tế Hải Dương, một công việc rất là bề bộn, xong rồi nhưng mà bề với công việc gia đình rất là bề bộn, nhưng mà bây giờ chưa các bạn cũng bắt đầu nghỉ rồi. Anh còn là giới thiệu với anh Công là không đủ, anh Công là tỉnh ủy viên, vâng, giám đốc sở y tế, còn là đồng chí hội đồng nhân dân tỉnh. Chúng con nhất thời trường. Còn như đây, cho tất cả chúng ta, tất cả các đồng chí trong Khoa Lộ 4 hiện giờ đang công tác và cũng có mặt trong buổi hôm nay, xin chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và cũng hôm nay là ngày 20 tháng 10, cũng là ngày mà phụ nữ Việt Nam nhân danh cá nhân cũng như tất cả những người mà thuộc về phía nam giới, thì tôi xin thay mặt là chúc các bà, các mẹ, các chị và các có thể là các em
các cháu. Thì trong cái trong ngày hôm nay là có một chúc một sức khỏe vui vẻ và hạnh phúc. Trong cái buổi hôm nay, trong cái hoạt tất cả mọi các thủ trưởng và các đồng chí và các vị khách quý đã đến với chúng ta, bớt chút thời gian đến với chúng ta với một tấm lòng rất là sự quan tâm và nồng ấm. Bên cạnh đó là có cũng đem theo kèm theo những cái nắng hoa mà rất là nồng thắm. Và ở đây lúc nãy là thủ trưởng Duy và các đồng chí khác của Duy thì không nhỏ nữa. Đúng là chương trình chúc mừng ngày 20 tháng 1. Chương trình của chúng em này có chương trình tặng hoa nhưng mà em du bảo là sáng anh ôm rồi nhưng chưa có người chứng kiến, không chưa chúc mừng và đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Bây giờ xin nhận lời cho đồng chí Ba có ý kiến gì. Kính thưa các cô, các chú, các anh, các chị, hôm nay là ngày kỷ niệm 65 năm ngày thành lập bệnh viện, thì con được bố có tổ chức là có các thế hệ trẻ, các cô tân chủ, các anh, các chị, các tân chủ khác rồi qua và đến gặp mặt. Là kiện hình, hôm nay nhất là nguyên chủ nhiệm khoa đội 4 rồi, tôi không gặp các vấn đề khác.
là lên có một vài ý kiến phát biểu với lại toàn thể hội nghị chúng ta. Niềm tự hào của quan đội 4 của tổng cục bạn bây giờ đấy nói này thì có lẽ là kính thưa cụ tiếp thôi. Kính thưa các bác các anh chị, các đồng chí, thì thực ra thì tôi thì ở đây là 18 năm 8 tháng 10 ngày và cũng đi thì đến hôm nay là cũng gần tròn 17 năm, như vậy là 35 năm quanh quanh Hà Nội ở đây, thì có thể là đây là cái nơi đầu tiên tôi về đây. Thì trước khi là có vài ý kiến thì nói như vậy. Và trước khi về đội 4 thì là bệnh nhân của khoa đội 4, suýt chết ở khoa đội 4. Và cho nên là hôm nay là nói là đầu tiên ấy, là tôi là xin là cảm ơn đồng chí Bùi Thị Lam, lúc đó là y tá, đã phát hiện ra tôi bị cúm huyết áp và lên báo cáo thủ trưởng Châu rằng một trường về là coi như chuyển đến tất cả tôi trên trường đã, thì không may là vừa bị sốt rét, và sốt rét thì nó có hai loại ký sinh trùng cả ba chí của tôi và cả phía bắc, rồi là kèm thêm sốt xuất huyết, vậy như nó đang cực kỳ đi bách tập đang và do sớm là tụt huyết áp, và tôi nghĩ là con người chết như thế là vì tôi nằm trên giường, lúc đó cái nhà nó bé bé đằng sau cái nhà bé thì nó cứ thấy lơ mơ thế cứ như là mình ngủ thôi. Thế thấy là lúc mà đồng chí làm và đo huyết áp xong một lúc thì là thấy mình chạy, lúc này thế mà thầy châu thì về thì cho chuyển tới tấp, thì lúc bãi đến tối thì lúc huyết áp lên thì mình mới nghĩ ra mọi thứ. Thế đầu tiên là bệnh nhân của khoa đội 4, cho nên là cái điều đầu tiên ấy, và tôi xin được bày tỏ cái lòng biết ơn của tôi đối với tất cả anh chị em cán bộ nhân viên của khoa đội 4 những ngày ấy đã cứu sống tôi và được làm công tác. Và sau đó thì được trên điều về đây làm bác sĩ điều trị một thời gian ngắn. À, về còn được đi đổi phó được tác giả sẽ tân và sau đó về làm bác sĩ điều trị rồi dần dần. Thế thì cái mà tôi muốn nói cô đầu tiên ở đây là từ trong quá trình công tác của tôi ở đây vui buồn có những cái thứ gì mà không đúng mà các bác cái gì không hài lòng thì bỏ qua cho tôi. Bây giờ cũng già thế còn thì báo cáo cũng như là cái khoa truyền nhiễm ngày xưa thì ở đây nó là ba khoa, bây giờ nó thiết kế gọi là ba khoa mà trước chưa lên một cái khoa tổng hợp chuyên khoa truyền lây, là những cái bệnh lây theo đúng nghĩa truyền nhiễm, và những bệnh ngoài da mà ba liễu rồi bệnh lao cũng phải truyền nhiễm nội. Thế nhưng mà anh em chúng ta này chúng ta cũng chưa nhờ thì chúng ta đã phải nói là thực hiện rất tốt những cái nề nếp chuyên môn của cái người tiền nhiệm, mà bây giờ phải nói là tiền nhiệm là ngày xưa là anh Nguyễn Châu là anh rất chặt chẽ, và anh Châu ấy thì lại anh cái nhà thì tôi có cùng học cái lớp gọi là chuyên khoa truyền nhiễm với Liên Xô cùng với tôi. Để lúc đó tôi là học viện quân y thì đi học, nhưng mà anh Châu là cái người mà rất nhiều kinh nghiệm, rất chặt chẽ, hồi đấy thì đúng là đã xây dựng cái nền nếp trong khoa, và tất cả các thế hệ cán bộ nhân viên khoa chúng ta trong cái điện trường này chúng ta mới phát huy mà phát huy kiến chị Chu lúc nãy. Thì tôi thấy là rõ ràng là như vậy thì rất là nó có nền nếp từ xưa, hay nói cách khác là trong một gia đình nó có cái gia phong từ đầu, mà khi mà nó đã có nền nếp thì nó không bao giờ nó đi chạy hướng mà nó phục vụ được. Và khoa đội 4 thì bây giờ như là lúc nãy chị Chu nói là bệnh nhân nó cũng biết ngày xưa nó thích khổ cái nhà đi đằng sau này, tức là buổi buổi sáng cứ xách xách là làm như thế nào cũng không biết, đúng không? Đấy. Mà thôi, mà anh Châu là hay bắt là đo là đóng là bao nhiêu gram phân, bao nhiêu lít, báo cáo không là được, và nó không là được. Thế cho nên là chúng ta đã có những cái đó nó khổ, nhưng mà chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ, cái lương tâm của chúng ta nó không sáng, nó không có cái vấn đề gì. Cho nên tôi nói với các đồng chí là vì nói ý đức hay mình mông lắm, ý thức là cái gì đâu, ý thức là cái người bệnh người ta được hưởng, người ta được chăm sóc với tất cả khả năng chuyên môn kỹ thuật cũng như là mọi thứ của ngành y tế. Và cụ thể ngày xưa là đông nhân viên cũng là cái mà rất là rất may là
cái buồng của tôi ngủ phải có 3 tầng thì không ngủ. Vâng, có hoa đặt hai và cái ông ra camera này ngủ cùng mà phòng ở cái góc chó này kia muối đốt trên mặt này ở cái buồng cuối cùng. Thế thì mình thấy là làm việc nó vui, chứ bây giờ mà bảo ông bác sĩ mà ngủ với ông y tá cũng được, chết một thằng mí nhưng mà lúc đó thì ngủ nó thấy bình thường hơn sao. Thế cho nên là tôi nghĩ là cái đoàn kết nó là cái thứ mà nó tạo cho ta mọi thứ. Ở đây nó có những cái chuyện, thí dụ bây giờ ở đây là có một số các đồng chí là có thể rất là quen chùa Công Anh và thầy Hương. Thầy Hương cũng có khoan được bốn mình nhà thầy Hương, bây giờ không có, không có thầy Hương mà không có, không có, rất rất biết choáng, huyết áp về không, mà tôi và sư phụ thì không kiên quyết không cho tiền máu. Tôi cứ cáo tôi bảo thôi bà về phụ về đi, tôi đưa phụ về cho hai bình máu thì còn thầy Hương bây giờ không còn. Và từ đó tôi nói, tôi vẫn nói thầy Hương, tôi bảo thôi thì trước mặt các phật tử thì con thì cứ thương con với thầy, nhưng mà ngoài thầy phải kêu con là anh, thầy là em. Thầy đúng trước chấp hành như thế, cho nên là có những cái rất là quý kỷ niệm cao cao quý. Nên là nói là về cái khoa này, nên là Việt Bảy có tự hào cái khoa này cũng nhiều ấy. Và đúng như đồng chí Thu nói là chúng ta luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng đâu thì mình vẫn nghĩ là về tôi là xuất phát là khi mà vào trong Tây Nguyên thì tôi cũng làm chủ nhiệm khoa truyền nhiễm của cái bệnh viện 21, là cái khoa đó. Mà lúc đó tôi còn rất trẻ, tôi làm siêu úy vào đấy, nó không có đại được phó, phiên có đại được phó, nhưng mà nó cho mình làm chủ nhiệm khoa. Và cái khoa đấy báo cáo chỉ là bệnh nhân thì lúc là ít nhất là khoảng 200, lúc mà đông nhất khoảng 800, nhất là cái mùa như mùa này chuẩn bị sang mùa khô là bệnh nhân rất đông. Đánh có hai chảo phân mà coi như đi lại nhẹ nhẹ mình đang được của mình luôn. Thế cho nên là mình thấy nó cũng mình về mình làm nó cũng thấy nó chế tôi cũng khó khăn. Tôi thì tôi cũng xin lỗi là ngày chưa bắt cảm chí ra đồ khổ lắm. Mấy chí là Vinh Quyết ở đây là coi như là cái chỗ này là nó là cái ao phải cánh bùn ở kia đây lớp trong là dùng mía. Bây giờ mới thấy thương ấy. Bây giờ mới thấy thương. Thế thì cái thương chúng em. Nó mang mía đến nó biếu. Nó biếu thì cái cây thì ăn rồi, thế cái gọt thì không để làm gì, chứ mình mới bảo cho tới chim. Thế là mình làm một xe gọt mía về đây, thế là bắt lại anh em và bạn này, nhưng mà không được một mùa đúng không? Được một mùa. Đây là anh em mình gặp nhau cực kỳ vui. Mà từ lúc nãy lúc sáng vào á, thì cụ vào ấy, mình mới vào hỏi ông Hoan à, xem là ai. Ông Hoan cũng không nhận ra một tí nào. Ông Hoan bảo đây là bà Tiếp. Nhưng mà chết rồi, cái bảo đây là cô Hoan. Sau với đây là chị Thuận. Thế mình mới bảo là bà này thì đúng là mình về thì bà ấy hình như là không khỏi. Nên mà thực ra là mình không nghĩ lại thì vẫn còn gặp. Và hôm nay cho nên là những người mà rất là lâu ở đây thì bọn anh em mình thì quay nhau được. Từ hôm nay thì xin chúc sức khỏe đồng chí, người mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Thế và cũng xin lỗi với đồng chí là những cái gì mà không nên đụng phải. Còn thế là trực thay chết rồi, anh em mình ở đây đi là có ở đây, có đây thì về cái kia thì cũng làm mãi rồi cũng học đấy. Và thế bây giờ thì hàng họ hàng họ ký tất cả các thứ có để chúng cháu đang đứng đầu một cái khoa để được cái bộ môn cơ sở điều trị của người quân y thì rất tự hào á. Và chúng ta nói bây giờ tôi nói nào, nếu mà biết muốn là ta muốn anh hùng bây giờ biết thành tích là được. Tất cả các cô, các chú, các anh, các chị cùng ngồi đây thì xin ra cảm ơn ý kiến và phát biểu của Thủ tướng Duy. Thế sau đây thì cháu xin có ý kiến như thế này. Bây giờ trước khi chúng ta sang đến phần chia sự việc thì xin mời tất cả các cô, các chú, các anh, các chị chúng ta là chụp biểu ảnh kỷ niệm. Thế thì bây giờ sẽ đẩy lui cái bàn về phía dưới sau khi chuyển qua lên trên này để mời tất cả. Quá hết, quá hết. Rồi, chị kia hết. 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiến, thấy trời xanh sao xuyến ở trên đầu, ta vẫn cầm hai hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời chất ngực giữa thế kỷ 20, cháy rừng sáng ngàn năm ngàn năm. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, chim ngân một làn gió biển, một sớm mai xuân theo cực hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến ở trên đầu, ta vẫn còn hay hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời chất ngực giữa thế kỷ 20, cháy rừng sáng ngàn năm. Sớm mai xuân cho cơm hầm ra chiến, thấy trời xanh sao xuyến ở trên đầu, ta vẫn thầm hay hoa tặng nhau. Ôi trái tim Việt Nam như mặt trời chất ngực giữa thế kỷ 20, cháy rừng sáng ngàn năm ngàn năm. Bởi vì là lúc đó là chóng về cũng là bị trở về cũng là bị trở về Thank you.
các buồn. Đẹp rồi, cả nhà uống đi, 1, 2, 3 nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
non sông nhà. Cây cờ sáu. Chúng ta ba đôi ba cây số. Chúng ta ba sông đôi. Trời sao thưa thân băng qua thép gai. Sao bước trên đường xa một thời đầy gian lao chân bước trong chiến hào nhìn đồng đội yêu sao chia nhau từng dây sông ta chia nhau hiểm nguy đường dài dìu nhau đi ta chia nhau chiến công và nhường mệt đêm đông ta đi qua chiến tranh. Trong đêm sao biết xanh nhìn bầu trời lộng lẫy sao như đôi mắt em vẫn đang nhìn anh đường dài xung trên băng qua sóng lửa đầu đội trời sao thưa thân băng qua thép gai vượt làn đạn mưa bay quy tim ta bốc cao lửa tiếng anh bao yêu thương thiết tha gửi lại người phương xa ta đi trong tiếng ca ngàn đời còn ngân nga với ta yêu hạnh sao bước trên đường xa người xưa ôm súng gác bên đường lòng nặng tình quê hương đêm mơ về thành phố ta xa trang sách xưa làm bàn dựng cây thưa ta xa bao phố trưa dần mình vào đêm mưa tay dính máu xương giữ yên phố thường ơi em nơi phố xa giờ này vào ca ba ta yêu trong cách xa tình ngàn em được yêu anh sao khi chung lòng ta ơi em nơi phố xa giờ này vào ca ba ta yêu trong cách xa tình ngạt ngào hơn hoa em được yêu anh sao khi chung lòng ta. Đó không có gì thế là vui, vui lắm chứ. Đã tạo cho anh em một cái sân chơi tuyệt vời. Cảm ơn, rất cảm ơn. Bà không có bây giờ thì cô cứ xin hát này, không có nhạc nhưng điều biết gì Bye.
Sơn bằng đôi chân không mỏi, cơm muối rau rừng ta
nhớ mãi bên nhau. Tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh, tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh Việt Nam.